Để thực hiện dự án này thì Hà Nội đã sẽ chặt và di chuyển 476 cây xanh các loại, trong đó sẽ dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Cây chặt hạ là những cây sâu, cây rỗng thân, cây nghiêng, cong, phát triển không bình thường hoặc là cây đã chết. Dự án bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sau khi hoàn thành, Hà Nội sẽ bổ sung 1.100 cây bóng mát gồm có phượng tím, cọ dầu, cây ban, cây chuông vàng, kèn hồng, muồng lá lạc. Đặc biệt, việc trồng cây hoa phượng tím được nhiều người quan tâm. Được biết đây là cây có khả năng tạo độ mát trong những ngày hè. Tuy nhiên, độ mát của cây hồng lớn, cây này không quá lớn và tán thì khá thưa. Cây được trồng nhiều trong công viên và các khu du lịch để mang vẻ đẹp đặc trưng và quyến rũ cho khách du lịch thập phương.